Chào mọi người, chào con. Chào Trung, rất là rành về lịch sử, và nãy giờ bố ngồi nghe thì nó hầu như là nó rất đầy đủ. Từ cái tính kế thừa rồi xong bất kỳ ngày tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, giờ thì nó không còn gì là phải vấy nữa, nó rất ư là rõ ràng. Và dù ta hỏi Trung một câu, thế thì ngày mà 2 tháng 9 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, thì ta hỏi mày hình như Bác Hồ đọc có nửa nước hả, một nước hay nửa nước, mày trả lời tao nghe thử coi hả. Trung bớ Trung, ta hỏi mày Bác Hồ đọc là nửa nước hay là một nước? Làm gì có chuyện là nửa nước hả bố, bởi vì là Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay nó là một quốc gia. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khẳng định là Việt Nam. Bởi vậy cho nên mới bắt đầu từ cái ngày mà Bác Hồ đọc cái bản tuyên ngôn độc lập thì nó nói ra hết đầy đủ rồi. Và cái đó là một cái tính chính danh, mà hiểu tôi nói không? Ngoài cái chuyện ra mà ông Thiệu nè, ông Diệm nè, ông Bảo Đại này kia là hầu như là hoàn toàn nó vô nghĩa, bởi vì họ không có chính danh và cũng họ không có cái sự kế thừa. Cái điều đó tất cả mọi con giỏi sử các con nói nãy giờ là ta nghe rất là ok rồi. Có nghĩa là con đi song hành và tính chính danh lịch sử cái thì Việt Nam Cộng Hòa nó đã mất 50 năm rồi, 47 năm rồi, nó không còn cái gì cả. Lại làm sao phải đào bà đào mới lên nên làm cái gì? Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, bây giờ bỏ qua hết, bỏ tất cả cái gì hết, bố chỉ nói một cái điều này nữa. Khi ngay từ giờ phút này ta nghe có cái mùi cách mạng bào ở trong này, lý do tại sao tôi nói điều đó là bởi vì sao? Con phải hiểu ở xã hội nó có một, ngay tại thời điểm này cái không gian mạng nó có hai luồng tư tưởng khác nhau. Một bên chống, một bên chống, một bên không chống, một bên ủng hộ, một bên không chống. Và càng ngày ta thấy nó nở rộ ra, và những lúc gần đây nở ra thì ta muốn nói cái điều này mà mình nói mày nghe nè. Nó một cách nôm na và tao nói quỵt trẹt luôn, khi nó đủ lớn, khi nó đủ mạnh, tao nói ví dụ nha, đây là thuyết âm mưu, đây cá nhân của tao nghĩ thôi, tao nói là đặc hợp thí dụ anh chàng này mà anh có một cái lực lượng mà ủng hộ ảnh tuyệt đối 20-30 triệu người, để tao nói chưa, thì lúc đó cái sự xáo trộn của xã hội nó sẽ bùng nổ lớn ra. Còn hiểu vậy đó không? Đó là một mặt xã hội mà. Bây giờ chính bây giờ những người cuồng, tao đúng ra tao không nghĩ tới cái chuyện đâu, nhưng mà bởi vì sau này cái xã hội Mỹ á, nó mới đưa ra làm tao mới giật mình. Có một người thượng nghị sĩ, một người nói rằng, nói tuyên bố sẵn sàng với nước Mỹ của không Mỹ rằng là nếu mà ông đưa Trump ta bỏ tù bỏ hoặc là xử lý tùy tố hình sự thì nước Mỹ sẽ có bạo động và sẽ có nội chiến. Mày thấy ghê gớm chưa? Thì ra tôi chợt nhớ tao đất nước của tao, tao bên chết mẹ này không được rồi. Có nghĩa như vậy, bây giờ thì nó chưa tới, nó không có gì tới được, mà chắc gì đã tới được là bởi vì các ông quan nhà tao rất là giỏi. Nhưng mà tao đi, tao thường thường, con tánh tao ra già rồi, cho nên vì đó tao hay cẩn thận mà tao nghĩ trước, không mà tao nghĩ tao tiên đoán hơn trước. Đặt trường hợp thí dụ như 20-30 triệu người ủng hộ nó, nó đủ chết mẹ rồi, đủ lúc đó nó làm thủ lãnh rồi. Mà nó thủ lãnh thì cách mặn màu dở ẹt thôi, đủ lúc đó là làm thủ lĩnh rồi. Còn gì nữa, thành ra vì chỗ đó là tao rất là nói với mọi người nên bình tĩnh, giống như nãy thơ quan nói bình tĩnh và với suy xét cho nó kỹ. Thứ nhất là lịch sử Việt Nam mình nó có đầu đuôi câu chuyện đàng hoàng, chứ nó không phải khoan ngang bữa củi. Cái năm mà Bác Hồ đúng ngày hôm nay là ngày mai là ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, nó dột qua một bên luôn, nó chỉ lấy cái mốc 20 năm thôi, là kỳ vậy. Đủ nó kỳ công vậy, đủ mấy chục người kỳ công vậy, ta không có chịu điều đó nên ta mới nói này. Và tao liên tưởng tới một ngày đó là đất nước Việt Nam mình bị xào xáo nội bộ, cái là tan nát xã hội này, banh ta lông ra hết trơn trời, là ta không thích gì đó, bởi vì tao già rồi, tao muốn đất nước tao yên ổn và êm thấm. Ngay bây giờ êm thấm, tất cả các nước thế giới hiện giờ ta đang đủ lao đao mọi độ thứ. Ngày sáng đây là nghe được báo cáo bên kia về là xăng tăng, là gạo tăng, nước mắm tăng, đường tăng, nói chung cái gì cũng tăng, thất nghiệp tăng, nó đại khái gì đó. Rồi cái điều, cái sự bất ổn của xã hội Mỹ hiện giờ là do cái điều đó. Và một cái điều nữa là hầu như ngay bây giờ cũng vậy, cũng có nhiều người cuộn rơi trong, có nhiều người cuộn bên Dân Chủ, người cuộn bên Cộng Hòa đang xào xáo nhau đó, y xèo thế này. Trong khi đất nước mình đang yên ổn, cái điều đó ta không muốn xảy ra ở đất nước ta. Mà nếu xảy ra một cái chuyện mất là buồn cười, bởi vì một kẻ chẳng có dính dáng tới Việt Nam cả là ta không ngờ. Trên nguyên tắc về vấn đề coi như là về nhiều quốc gia, nó chẳng có quốc tịch con mẹ gì cả, và nó không phải là người Việt Nam luôn.
mà lý do là quậy nát bét tư cách công dân không có luôn, mà quậy nát bét luôn luôn cái đất nước của tao là tao không chịu, thế thôi, đơn giản vậy. Tao có mẹ chứ trời, bởi tao ghét tao tính tao hay nó thằng nó ăn nó thằng chắc đen chứ con mẹ gì cả. Bởi vì khi tao ngồi đi suy nghĩ ra, tao nói theo cái ý của tao, nhưng thực chất là nó như vậy. Bởi vì cái hậu quả là sẽ khốc liệt. Và cái con đường tao nghe cái mùi, tao nghe cái mùi cách mạng nào, tao nghe mùi thôi nha. Nghe cái mùi đậu mà. Ở đây tao không phải là không tin tưởng, tại sao tao không nói, nhưng mà tại có những nhân vật nó ư kỳ cục. Giống như thằng Thượng Thứ Nhất nói hồi nãy, tao rất đồng ý tin nữa. Lý do tại sao phải đào bới lên một cái đã mất rồi, viện lý do là lấy lại Hoàng Sa Trường Sa. Ồ, cái chuyện lố bịch, chuyện thằng tao đó, nghĩ chuyện đó tự động mà dựng lên để mà rửa mặt cho nó rồi xong rồi nó nghe nó buồn cười, nó thúi chưa chừng thấy được rõ ràng gì đó. Ok, thì bố nói một cái câu kết cục như vậy đó. Tao chỉ sợ cái chuyện là tao nghe cái mùi cách mạng nào, nghe ta kỹ nha. Rồi một năm nay chưa có, năm sau chưa có, nhưng mà năm tới nữa sẽ có. Đồ ra khá là vậy, bởi cái lực lượng mà cổ mà có ủng hộ đông, người ta đâu có biết gì đâu. Ta cứ vô ta nghe nó rất hay, vẽ vời những cái chuyện tào lao mỹ lao rồi xong lịch sử thì nói trật lắc. Giống như nãy giờ bố rất là khoái, hình trung là cái chỗ là lịch sử rất am tường, từ đâu tới đó là hoàng văn bản đồ chiếu cố lịch sử nó kêu nó đầy đủ, nó có cái tính kế thừa giống y chang như thằng Thượng Nhất nói vậy. Còn cái chuyện khâu đâu thằng đâu ớt ơ đâu ngoài đường ngoài xá giống chợ còn muối nhảy vô, ê tao cái đủ thủ lãnh đùa giống như vui đảng dân hồ đủ vô cái ung ung kém nè cùng vậy đủ, tao không thích chuyện đó. Con đầu đồng ý, con đồng ý bố cái điểm này nè, tức là mọi người nhìn lại thì mọi người thấy tức cười không? Tức cười cái gì? Tự nhiên một nhân vật nào đó trước đây là một thành phần chống cộng cực đoan như thôi bạn nói đúng không ạ? Bằng cấp hay là cái vấn đề gì đó có gì không? Chỉ bằng cái miệng lưỡi hay là những cái hô hào gì đó trải qua thời gian, bây giờ tự nhiên nổi lên giống như một cái chuyên viên quân sự. Chuyên viên chính đỡ vậy còn đòi dài Việt Nam mà làm cái này đại vậy, tao bữa tao mới nhấn mạnh một cái đâu rồi đúng không, từ cách từ là bố mọi người thấy tức cười không đúng không? Tự nhiên bây giờ là mà cái câu chuyện đó là do ai hậu thuẫn, có phải là do chính những người fan, những người ủng hộ đó, đưa lên rồi. Tao nói rất là nhiều lần tao nói ngay tại bây giờ đất nước Việt Nam nè, có quốc gia nè, có quân đội nè, có chính phủ nè, có thủ tướng nè, có hành pháp nè, có lập pháp nó có đầy đủ nè, có quân nè, có lính nè, có vũ khí nè, có ghế ngồi Liên Hợp Quốc nữa. Tự nhiên có thằng ớt ơ nào vô đủ đòi dạy Việt Nam phải làm gì phải làm gì kia, mày nghĩ mày coi nó khùng không? Mày nghĩ mày coi nó là cái gì? Nó là cái thái gì trong cái đất nước Việt Nam này? Phải chia đủ mà nó là cái gì? Mẹ tiến sĩ không gian đủ ở đâu ngoài vũ trụ đi vô, rồi tự nhiên con người ta có một đất nước độc lập là tự do, nó có chủ quyền, có ghế ngồi Liên Hợp Quốc, mạnh vô nó dạy tỉnh bơ. Vậy mà ở dưới này cũng có nhiều đứa nó cũng ủng hộ, nó vô nó ngồi ơ hay quá vậy, đúng rồi tôi ủng hộ, ơ đúng rồi, mà thấy không không ta không ưa đủ, bởi chẳng phải ghen ghét con mẹ gì cả, nhưng mà cái điều tao nói nó mày rõ ràng. Và điểm một thứ nhất nữa tao nói cho mày nghe nè, cái gì thì cũng vậy, tao thì không thuộc, mà tôi biết tao quá rồi, tao không thuộc thành phần chống đối, tại là vì đó tao nghĩ theo cái nghĩa của tao. Và sau khi giải phóng một và tao bị bắt quân dịch, cho nên sau khi giải phóng rồi tao đã có một thời gian làm cơ quan nhà nước và tao thẩm thấu được những người đó. Tao đã từng bán chợ trời, tao đã từng nói tụi rồi, và tao nghĩ tới cái chuyện cảnh đó, tao người ta thấy thương mấy ông, để cái nó phải xâm nhập vào một con người mình, nó từ từ mình bị theo nó mới thấm nhuần được. Tao khác hơn người ta ở chỗ đó, còn tự nhiên đùng một cái nó chống giặc cực đoan mấy chục năm trời, đùng cái ngủ sáng mai nó kêu tao không chống nữa rồi, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ không? Ok, tao kể qua một quay xe tại khái vậy, tao kể một lớp tao sơ rồi. Từ xưa tao chưa bao giờ tao nói cái gì gọi là nói một cách khác, nói chung là coi như là nói cái từ và điều trong này là phản động, tao không có cái tính đó. Là bây giờ đất nước tao ở đây, tao đã từng nói bay hoài ở đây, đất nước tao còn có bồ má ông bà cha mẹ lệ một má máu nhà tao nằm cái phương quẩy nè tao. Yeah. Không, tao không muốn nói gì nữa mà tao hỏi đặt được không? Bây giờ tao hỏi mày đơn giản thôi, mấy cái thằng các kẻ mà tôi vừa dạm mà bên kia mà suốt ngày ra rải chỉ năm mày thấy nghĩ nó có quay đầu không? Cha giờ Tăng Thái nè, Billy Trương nè, Đùng Lê nè, Hùng Phạm nè, Hùng Lân nè, Bích Trang nè, mấy người đó mày nghĩ nó quay đầu không? Mày nghĩ nó có quay xe nó thư Việt Nam mà đi không? Hả? Rồi thằng này cha là Nguyễn Tấn Lạc là Ngô Kỷ, nói chung nhiều, rất là nhiều, nhiều lắm. Không, mày nghĩ đó là cái số đông thôi. Mày nghĩ là nghĩ tới Việt Nam mình sao? Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ, tao nói mới rồi, giống y chang như tờ giấy trắng, mày đã nhúng mực dẫu lên mày rửa, mày làm cách nào chẳng được, tờ giấy đấy, cái giấy trắng cũng đã bị lem rồi, nó thẳng là như vậy.
Và yêu ta chỉ yêu cầu cái điều là những người mà yêu nước Việt Nam thực sự nên về đây hưởng thụ, ăn uống, giúp đỡ kinh tế các cái, đừng có xen vào những cái chuyện nội bộ thật sâu quá vào chuyện nội bộ của nước Việt Nam, mà nước Việt Nam cũng chẳng cần, bởi ở đất nước Việt Nam còn nhiều người tài lắm, nó hẳn mà nếu không tài thì làm sao mà 77 năm nay vẫn còn giữ được nước đây cả. Nếu mà nó, ta tính thì ta không có đọc, nhưng mà tiếng này nói là gần 100 năm nay, 100 năm nay từ ngày mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tới bây giờ ta còn giữ nước được, tại sao người ta không được bị, ta không bị đào thải? Đừng có tưởng bỡ tào lao đó, tao là ghét cái chuyện đó thôi, hiểu chưa? Thì bố cũng nói vậy thôi, tao thì đánh già rồi chứ gì đó, cái gì tao cũng để tao cũng tiên liệu và tao thức âm mưu mà tao nói rồi, tao nói mình tao đủ sức kỳ ta đầu tiên này đâu, bao giờ trời rớt xuống đụng cán chạy vô đủ phát, nó làm y xèo trên chạy đủ ấy. Mà nó vẫn không đầu không đuôi, nói thì bị chúng nó chửi, biết bao nhiêu người chửi, người này chửi hết, người kia chửi, nói thì nói chặt nữa, hở cái đổ thừa tại vì thua rành. Mày nghe cái câu tao có cái clip mà bữa nào gỡ tâm bình này nó ngồi kia nó phùng mang trợn mắt mày coi đồ ở bên nó không biết tiếng Việt hả? Còn lâu nó là sư tổ luôn ở cái gì còn bên này mệt lắm đó thiệt, mày tự nhiên đùng cái đâu trời nảy xuống đụng cái đội làm thủ lĩnh à, sướng không? Thôi thì bố nói câu vậy các con đã hiểu rồi, không cần phải nói tên nói tuổi gì cả. Ok thì bởi vậy cho nên ra bị đó ta biết cái status đó, tao nói không có thằng lĩnh cộng trên cái bà đàng hoàng bây giờ Việt Nam gọi là yêu nước cái tên rồi, tào lao mệt, tao không bằng cái nữa đó, mệt tao không bằng cái nữa, ủng hộ. Ok thì cái gì chứ hả? Cái status đó cái gì chứ, cái status đó là ủng hộ chứ sao nữa, đúng rồi. Ai ủng hộ cho số 1 cái, ai ủng hộ cái status của bố cầm cho số 1 cái, để cho ông lấy khí thế rồi. Khí thế gì đâu, người ta trực nghĩ, tôi nói đủ sắc lạ lạ, nó lạ lùng, nó lạ lạ. Rồi thằng thứ nhất cũng nói đủ, mà nó không có giai đoạn nào, tự nhiên đùng nó gần ngày độc lập của 2009, tự nhiên đùng nó đưa ra cái đó, mà nó đưa tặc lất, nó đưa tào lao, không biết đâu, cái hở chính danh, chính con khỉ, đủ bạc. Tao con ta chửi, tao không có chính danh gì chứ, bạc, tao không rành. Mà bố sẵn ra cái lan này, bố cảm ơn thằng Trung rồi con đưa ra những cái dữ liệu và những đọc về những cái thời kỳ qua của Việt Nam mình rất ư là hay, là lịch sử con rất là rành, được nói chung là vậy. À, Duy Nguyễn cũng rất là rành, tao cũng phục Duy Nguyễn bởi vì lịch sử rất là giỏi đó, tao có những người vậy đó ám hiểu, bởi vậy mày mới hiểu là cái môn lịch sử học vấn của học sinh bây giờ rất là quan trọng, có thấy không, nó rõ ràng không. Nói chung tao thì vẫn nhìn ra, tại vì tao có ý mấy cái vụ lịch sử đâu, từ năm nào Bảo Đại lên ngôi sao thoái vị sao thì tao đâu có rành, đủ thống rành thiệt, nhưng mà thấy nó hơi kỳ kỳ. Mà không ngờ có Trung đây nó đưa ra những dữ liệu ngày nào tháng nào đưa ra chiếu chỉ làm sao. Còn tàu ngày xưa là toàn đảo chánh, đảo chánh xong lật sắp rồi ngửa, lật sắp lật ngửa rồi đủ má diệm chết cả cái luôn ta ra. Có con mẹ gì chính danh toàn là cướp không mà đủ mà đổ ngày xưa tao đứng lên thì thôi mệt quá, có văn bản gì giống, không giống, có. Ủa, giống như hôm trước có tóc hôm sau cạo đầu cái là quay xe. Đúng quá. Vậy đó thì ra bố bức bố tức thì bố tức bố vậy đó, coi là tánh tao là vậy đó, ra tụi bay được cái tánh. Có nhiều đứa đủ ông già, có nhiều thằng kia nào còn nói tao chứ. À, nó nói vậy cái thằng kia ngày mai mà ông già mà ngày mai mà ông già cạo đầu là biết ông già quay xe đó nha. Được quá. Đó nói chứ anh không biết người ta được chính phủ tiếp kiến được chủ tịch nước là thủ tướng này, hoặc là gì đó đại khái đó. Đối với tao tao không khe, nó tao không cần. Nó nói anh nói vậy là anh phản động. Đừng quá kỳ không? Đừng quá ta rõ ràng tao nói. Đừng quá kỳ. Tao nói tao không cần, người ta không cần. Bởi vì tao không nè, tao nói ngày đó nè, hồi từ xưa giờ bố đi bố tới tụi con bố chơi hoặc bố lên lên cho con là tao là không YouTube nè, không hội nhóm nè, không cá nhân nè, không hội đoàn nè, tao đơn lên đơn thân độc mã, tao thích tụi bay là lên tụi chơi thôi, chứ tao đâu có dính líu về tiền bạc này kia, tao đâu cần kiếm tiền đâu, đâu má buồn cười, nó buồn cười lắm kìa, nó nói tao, ê, cái ông đó là ông được này nhà nước mà mời nó, thì nói được thì kể đi, tao đâu có cần đâu vậy, nó nói ba ông nói vậy ông phản động, đủ tài chủ tịch nước mời, tao đâu có cần, không khé, tại vì tao nói tao tiếng của tao, tao thích là tao nói thôi, tao không khé gì đó, má buồn cười mày. Mệt thiệt, tào lao thiệt. Sao bố, đó, sao, thì... sao bố không hỏi rõ đúng là ví dụ như là có cái thông báo hay có cái văn bản nào là mời không, hay là chỉ là hình ảnh ai thôi? Biết. Hình ảnh như vậy là cho là mời. Thì mình đâu có biết đâu, chuyện nó kể nó muốn làm gì đó được, nhưng ta chỉ yêu cầu là cái đường, ta chỉ yêu cầu cái điều là giống như kiểu như tao nói, tao đây là cá nhân, tao không nói về tao không nói gì, có nghĩa là
đừng chó mỏ vào Việt Nam và đừng dạy Việt Nam làm yêu lòng yêu nước, đơn giản vậy thôi, không có bè rồi, bởi vì nó chẳng bao giờ yêu nước cả, nó chẳng là vậy. Ta nói với cái nút rõ ràng rồi, hiểu không? Xâm nhập rồi vô rồi bị ở tù rồi bị trục xuất rồi đủ thứ trò trên trời, bị vậy nó kiểu yêu nước tỉnh bơ, đủ má nó ngọt hơn mới lùi, bởi là tao ghét tao đưa ra vậy, thế làm gì có chuyện đó, trời ơi, khổ luôn mà, đúng không? Khổ. Mày sống ở đây, đây ta sống 4 tháng trời ở Việt Nam, kiểu đưa từ ngọn ngành ngóc ngách ra cái mà đấy, người thân tôi đây mà nhà tao đã có một sẵn, mà tao là người công dân Việt Nam, tao có sổ 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 đỏ của nhà luôn mà, trời khổ, có hộ chiếu luôn mà mệt. Thành ra nó hỏi tao, nó hỏi chú có nghĩ chú mấy bạn của chú là chú của ngày xưa, chú cũng gì đua càng, tao đua nào, tao làm gì tôi đua càng, mua vé máy bay tới đây hoàng cơ tới đua càng, má thiệt tình gối đụng khổ ghê đủ có một anh thì rõ ràng có những thằng cuồng mà cuồng hết biết luôn đó, rõ ràng thấy không? Thì tao hỏi mày 1 triệu thằng cuồng vậy mà 30 triệu thằng cuồng vậy thì sao chịu cho nổi, đúng không? Sẽ có cái chuyện biến động ở xã hội, tao chỉ lo vậy thôi, buồn cười đủ. Tao thấy lộn quái luôn. Ok. Bữa nào làm quá, bữa nào làm quá ông già cạo đầu đi là nó biết à. Bữa nào nó làm quá ông già cạo đầu đi là nó biết rồi. Khổ. Mệt thiệt đủ. Đủ. Thì đó nè, bữa nay là cái live con rất là hay, cũng nhờ Trung nó là đưa ra những phân tích kỹ lưỡng về lịch sử này kia, dấu mốc thời gian này kia, ngày Bác Hồ. Bởi tao hỏi đi hỏi lại mày. Tao hỏi đi một lần nữa, tao hỏi đi hỏi lại. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, đọc cái nửa nước thôi chứ còn ông có chơi cái nửa nước từ biểu tiết 17 ra trước là rồi Bác Hồ còn trong này không có à. Làm gì có chuyện đó. Cái đó đã khẳng định là bắt đầu từ đó là không có còn dẹp. Mẹ bắt đầu từ đó là người ta đã chứng nhận rồi, người ta đã đưa ra quốc tế rồi, thì bắt đầu từ đó có hiệu lực và rất là một nước Việt Nam. Và kèm thêm một cái câu nữa, bởi thì trong nước này vẫn còn bị đô hộ, vẫn bị ngoại bang sâu xé. Từ lá tàu đấy sao, nó thẳng là vậy đó. Đúng không? Mệt thiệt. Vậy mà nó ngồi cãi hoài, nó khôi phục lại gì còn bà, ta không biết nó khôi phục làm cái con mẹ gì, ta không biết khôi phục làm cái gì. Ok con, thì thôi ok, cũng tối rồi, thôi bố xuống nha. Rồi, ok, thôi. Ở giờ tôi được rồi, chú bố xuống, giờ bố đói bụng rồi. Dạ, con cảm ơn bố. Rồi, chúc bạn. Ok bạn.